hai tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách khắc phục cái lỗi về cái lập trình VBA Excel các bạn ha. Đó là cái lỗi là không thể tìm thấy cái project và library các bạn ha. Ví dụ như mình có một cái file Excel này nè. Trong trình lập trình thì bạn gặp cái lỗi này đúng không ạ? Sẽ mở cho bạn xem ha. Control đây cái lỗi nè, cannot find project or library không, cái lỗi này khi nó báo liên tục các bạn ha. Đây, lỗi này khi bạn vào cái tool reference thì bạn thấy nó bị trống, mà không có sửa được, bằng top cũng không có được luôn ha. Top nó cứ báo lỗi, cái top cũng không có được, top nó cứ báo lỗi mà nó không thấy được cái reference để bạn vô bạn điều chỉnh nữa, ha. Cái này xử lý sao? Rồi bạn sẽ kiểm tra ha, bạn mở full lên cái bảng trên cái code, viết code VBA ha. Rồi ở đây thì bạn cái module đúng không, thì bạn copy toàn bộ cái module bị lỗi ra, Ctrl A Ctrl X. Ok rồi, copy tạm rồi ha, nó có lỗi tiếp ha. Bạn bấm Windows D để cho thoát ra màn hình đi, bạn tạm thời bạn chép cái này ra một cái test box đi ha, một cái tập tin này đi, nó bét đi. Rồi ok, netbox ok, bạn chép tạm ở đây đi. Rồi ok, một cái ha, cái này là của module nào, cái này là của module function ha. Rồi đây ví dụ như cái đây là cái của thằng module, bạn nhớ ghi lại nha để hồi quên nha, MDO M 01 gạch function ha. Rồi, bạn ghi lại để bạn lưu, bạn nhớ nha, chứ không bạn lộn nha. Rồi ok, một cái. Rồi báo lỗi tiếp thứ hai là gì? Tiếp bạn coi thử cái này trên module nào. À cái này là trên worksheet các bạn ha. Rồi bạn nhớ lưu lại như này. Bạn rồi, bạn cắt luôn, Ctrl X cắt luôn. Yes, ok. Rồi lúc này nó hết báo lỗi ha bạn ha, nó chỉ bị lỗi hai cái thôi. Rồi bạn tạo bằng ra một cái nắp bét rồi, cái này phải nhớ sao để dễ biết, để một hồi bằng lộn á sao ha. Đây rồi tiếp theo một cái của cái worksheet này không sao, bấm worksheet nhớ ghi lại cái tên nha bạn ơi, chút hồi vô cái hồi không không quên quên không biết của ai á. Calculator. Ok. Rồi ok bạn ha. Nó đơn giản thôi. Rồi ok. Rồi hết báo lỗi ha. Giờ chúng ta vô lại cái tool nè. Thấy không? Cái reference là nó đi hiển thị lại ha. Bạn vô reference. Rồi. Bạn kiếm lại cái mục chữ mid nha. Đây có hai chữ mid đây, unicode control 3.0 gì đây, là bỏ chữ mid đi, bỏ chữ mid ha, hai cái. Rồi bạn bấm ok rồi xong không. Rồi bây giờ bạn mở lại cái mục function ha. Rồi cái bảng viết code function nè. Rồi mình xuống ha, để kéo ra cho dễ biết. Rồi bạn mở lại cái nó bét này là lại ha. Rồi copy toàn bộ cái quả mã code vô, cắt luôn đi cho dễ thấy đi. Rồi đi. Tới đây rồi, rồi tới function rồi, rồi bạn bấm Ctrl X ha, rồi cắt bát đi lại đơn giản thôi. Vô lại rồi bắt lại. Ok, cái này bạn bắt vô nó hết báo lỗi hả bạn ha. Ok. Rồi, tiếp theo đó là cái phần worksheet hả? Worksheet đây. Mấy này rồi, bạn mở vô cái mục như calculator phải worksheet. Phần worksheet hình như là chết cha nãy worksheet mấy quên rồi. Worksheet như mục quản lý vậy. Rồi worksheet. Chọn worksheet ha. Đây. Một quản lý nãy mình sử dụng cái kênh của ấy, hình như của mình là bên main, một một ha.
Hồi nãy bạn nhớ để ý lại nha, tại của mình thì mình nhớ, nhưng các bạn nhớ để ý thêm thêm cái phần mà sheet bên đây nha, nó nằm ở sheet mấy nha, để copy cho đúng ha. Đó, ok rồi, quần sheet ha. Rồi bạn chọn mục calculator, hồi nãy là nhưng mà là calculator phải, là calculator đây. Ok, một tính toán mình ha, để nó không bị lỡ, nó đúng theo cái lập trình của bạn ha. Rồi xong, mở lên rồi kéo xuống hết ha, có ít cắt bát vô rồi ha, vấn đề bạn bạn bắt vô nó không còn lỗi ha bạn ha. Rồi bạn tắt đi, bạn thử khởi động cái phần mềm còn báo lỗi gì nữa không. À nó bị dư, nó bị dư tiêu đề ha, xóa tiêu đề đây, copy vô dư tiêu đề. Tắt đi, mở lên. Hồi nãy bị lỗi là cái phần mềm mình mở lên không được nha, bây giờ mở lên được ha bạn ha. Đây đó, vẫn đầy đủ ha bạn. Đó, không ok bạn, vẫn chạy bình thường ha. Ok rồi, cái bài chia sẻ của mình ở đây hết ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công ha, làm việc thành công nha. Rồi chào tất cả các bạn. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy bấm like, bấm nút đăng ký, nút chuông, và chia sẻ video, để mọi người có thể theo dõi. Xin cảm ơn.